Xin chào các bạn. Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, với lãnh thổ trải dài từ Âu sang Á, bao phủ trên diện tích hơn 17 triệu km2. Bên trong Liên bang Nga lại có 22 nước Cộng hòa được tạo ra từ thời Liên Xô và dành cho các dân tộc thiểu số. Các nước Cộng hòa này có hiến pháp, ngôn ngữ chính thức và quốc ca riêng. Đồng thời, mỗi nước Cộng hòa lại có một nền văn hóa riêng biệt, thể hiện rõ sự đa dạng của nước Nga rộng lớn. Vậy đâu là những nước Cộng hòa lớn nhất của Nga? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về chủ đề này nha. Xếp thứ 10 trong danh sách này là Cộng hòa Khakassia. Lãnh thổ của Khakassia hiện đại được sáp nhập vào Đế quốc Nga dưới thời Peter Đại Đế và nó đã được xác nhận trong Hiệp ước Buria giữa Nga và Trung Quốc vào năm 1729. Đến năm 1930 thì tỉnh tự trị Khakass được thành lập, trực thuộc vùng Krasnoyarsk. Cũng trong thời gian này, chính quyền Liên Xô đã tái định cư khoảng 250.000 người Nga tới khu vực này, từ đó làm giảm tỷ lệ người Khakass ở đây. Tới năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã, thì tỉnh tự trị này đã được nâng cấp lên thành Cộng hòa Khakassia. Cho đến hiện nay thì nước Cộng hòa nằm ở phía nam Siberia này có diện tích là 61.569 km2 và dân số vào năm 2021 là 535.000 người. Trong đó thì người Khakass chiếm khoảng 12,7%, còn người Nga chiếm 82,1% và 5,2% là các sắc tộc khác. Người Khakass có truyền thống chăn nuôi du mục, trồng trọt, săn bắn và đánh bắt cá. Dù nước Cộng hòa đã trở nên công nghiệp hóa hơn theo thời gian, thế nhưng chăn nuôi cừu và gia súc vẫn phổ biến ở nước Cộng hòa Khakassia. Phần lớn người Khakass theo chính thống giáo, tương tự như người Nga. Nước Cộng hòa này trải dài 460 km từ Bắc tới Nam và 200 km từ Đông sang Tây. Trong đó thì 2/3 lãnh thổ là núi, với dãy Kuznets Alatau và dãy Abakan ở phía Đông. Điểm cao nhất là đỉnh Kislasov với chiều cao là 2.969m. Nó được đặt theo tên nhà sử học và khảo cổ học Leonid Kislasov vào năm 2016. Phần lãnh thổ còn lại của nước Cộng hòa tương đối bằng phẳng, trong đó lòng chảo Minuit là quan trọng nhất. Độ cao ở khu vực này thay đổi từ 200 cho đến 700m, tạo thành một đồng bằng với các gò đồi thưa thớt và bị chia cắt bởi các thung lũng. Sông Yenisei và các nhánh chính của nó là Abakan, Oya và Tuba đều chảy qua khu vực này. Với nhiều sông ngòi, khu vực này cũng có tới hơn 300 hồ nước, bao gồm cả hồ nước mặn và hồ nước ngọt. Nhờ có nguồn nước dồi dào nên rừng phát triển mạnh ở phía nam và phía tây của nước Cộng hòa. Ở đây cũng có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, bao gồm sắt, vàng, bạc, than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Nguồn molybden ở đây là lớn nhất ở Nga, vì vậy mà các ngành công nghiệp chính thức của nước Cộng hòa là khai thác than, khai thác quặng và sản xuất gỗ. Khu vực này còn thu hút nhiều khách du lịch nhờ vẻ đẹp tự nhiên với nhiều sông, hồ và núi. Khu bảo tồn thiên nhiên Khakassi nằm trong nước Cộng hòa này là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã, bao gồm gấu nâu, chó sói và chồn xê bồ. Khu vực này còn nổi tiếng với các nghề thủ công truyền thống như là chế biến gỗ và thêu thùa, cũng như các lễ hội truyền thống. Ở vị trí thứ 9 là Cộng hòa Tatarstan. Đây là nước Cộng hòa nằm ở khu vực Đông Âu, nằm ở giữa sông Volga và sông Kama. Trong quá khứ thì khu vực này thuộc Hãn quốc Kazan và nó đã bị quân đội của Sa hoàng Ivan Bạo Chúa chinh phục vào năm 1552. Tới đầu năm 1918, những người theo chủ nghĩa dân tộc Tatar đã cố gắng thành lập một nước Cộng hòa độc lập, nhưng nó chỉ tồn tại tới tháng 3 năm 1918 sau khi các nhà lãnh đạo cấp cao bị những người Bolshevik bắt giữ. Tới ngày 27 tháng 5 năm 1920, Liên Xô đã thành lập Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết tự trị Tatar. Và sau khi Liên Xô sụp đổ, thì nó đã trở thành Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga vào năm 1992. Nhưng khác với các chủ thể khác cấu thành nên Liên bang Nga, Tatarstan đã yêu cầu một thỏa thuận riêng nhằm bảo vệ chủ quyền khu vực của họ. Hai năm sau, họ đã hoàn tất một thỏa thuận với Moscow để trao cho nước Cộng hòa đa sắc tộc này những luật lệ, quy tắc thuế và đặc quyền công dân riêng. Tatarstan cũng giữ quyền kiểm soát tài nguyên và ngân sách của mình, thậm chí có thể tham gia vào các vấn đề quốc tế. Tuy nhiên, thỏa thuận chia sẻ quyền lực này chỉ được gia hạn một lần vào năm 2007, sau đó tới ngày 24 tháng 7 năm 2017 thì hết hạn, khiến cho Tatarstan trở thành nước Cộng hòa cuối cùng của Nga mất đi vị thế đặc biệt. Hiện nay Tatarstan có diện tích là 67.847 km2 và dân số ở khu vực này vào năm 2021 là 4.005.000 người, đông thứ hai trong số các nước Cộng hòa của Nga. Trong đó thì người Tatar chiếm 53,6%, còn người Nga chiếm 40,3% và 6,1% là các sắc tộc khác. Người Tatar cũng chính là dân tộc đông thứ hai ở xứ sở Bạch Dương,
chỉ sau người Nga. Họ sống tập trung ở lưu vực sông Volga, trong đó đông nhất là Cộng hòa Tatarstan. Cộng hòa Tatarstan hiện có diện tích rừng đáng kể, với cây sồi chiếm tới 87% diện tích. Tiếp theo là cây dương, cây bồ đề, bạch dương và thông Scott. Do trong quá trình công nghiệp hóa, tổng độ che phủ rừng đã giảm từ 51,2% xuống còn 17,1% trong 300 năm qua. Tatarstan còn là một trong những khu vực phát triển kinh tế nhất của Nga. Nước Cộng hòa này có mức độ công nghiệp hóa cao và đứng thứ hai sau tỉnh Samara về sản lượng công nghiệp tính trên km vuông. Sản xuất công nghiệp chiếm đến 45% tổng sản phẩm khu vực của Cộng hòa Tatarstan. Các ngành công nghiệp sản xuất phát triển nhất là công nghiệp hóa dầu và chế tạo máy. Nơi đây có nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào, với trữ lượng ước tính hơn 7 tỷ thùng và mỗi ngày sản xuất hơn 600.000 thùng dầu thô. Bên cạnh hóa dầu, ngành chế tạo máy cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng, khi nhà sản xuất xe tải Cam AZ là doanh nghiệp lớn nhất khu vực và sử dụng khoảng 1/5 lực lượng lao động của Tatarstan. Đây cũng là nơi sản xuất máy bay chở khách Tu-214 và trực thăng cho Liên bang Nga, với công ty trực thăng Kazan là một trong những nhà sản xuất máy bay trực thăng lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, các ngành công nghiệp hóa chất, kỹ thuật, dệt may, quần áo, chế biến gỗ và thực phẩm cũng có vai trò quan trọng ở Tatarstan. Tiếp đến là Cộng hòa Kalmykia. Nằm ở phía đông biển Caspi thuộc miền nam nước Nga, nước Cộng hòa này có diện tích là 74.731 km2 và là nước Cộng hòa lớn thứ 8 ở Liên bang Nga. Dân số ở khu vực này vào năm 2021 là 267.000 người, ít thứ hai trong số các nước Cộng hòa của Nga. Trong đó người Kalmyk chiếm khoảng 62,5%, còn người Nga chiếm 25,7% và 11,8% là các sắc tộc khác. Tổ tiên của người Kalmyk là người Oirat, tức là người Mông Cổ Tây. Họ đã di cư từ thảo nguyên phía nam Siberia bên bờ sông Irtys đến vùng hạ lưu sông Volga vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17 và tuyên thệ trung thành với Sa Hoàng. Sau đó nhóm người này đã thành lập Hãn quốc Kalmyk vào năm 1630 và đạt đến đỉnh cao quyền lực quân sự và chính trị dưới thời Ayuka Khan, cai trị từ năm 1672 đến năm 1724. Tuy nhiên vào năm 1771 thì Hãn quốc này đã bị sáp nhập vào đế quốc Nga dưới thời Catherine Đại Đế. Tới năm 1920, Liên Xô đã thành lập tỉnh tự trị Kalmyk và sau đó 15 năm thì nó đã được nâng cấp lên thành Cộng hòa Xô Viết Xã hội Chủ nghĩa Tự trị Kalmyk. Cho tới sau khi Liên Xô tan rã, Kalmykia vẫn giữ vị thế là một nước Cộng hòa tự trị trong Liên bang Nga mới thành lập, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 3 năm 1992. Giống với những người họ hàng ở Mông Cổ, người Kalmyk đa phần theo Phật giáo Tây Tạng. Vì vậy mà Cộng hòa Kalmykia là lãnh thổ duy nhất ở châu Âu mà Phật giáo là tôn giáo chiếm đa số. Thủ đô Elista của nước Cộng hòa này cũng có nhiều công trình Phật giáo, trong đó nổi bật nhất là chùa vàng Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất ở châu Âu và nó được đặt tên bởi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Một nơi nổi tiếng khác của thủ đô Elista là thành phố Cờ Vua. Nó được xây dựng để phục vụ cho Olympic Cờ Vua năm 1998. Ở đây còn tổ chức hai giải đấu lớn nữa là giải vô địch cờ vua thế giới dành cho nữ năm 2004 và giải vô địch cờ vua thế giới năm 2006. Thành phố này là công trình tâm huyết của Kursan Ilyuzinov, tổng thống của nước Cộng hòa Kalmykia từ năm 1993 đến năm 2010. Ông cũng là chủ tịch của FIDE, cơ quan quản lý cờ vua quốc tế từ năm 1995 đến năm 2018. Ông còn là người đi đầu trong việc quảng bá cờ vua trong các trường học ở Nga và thế giới. Tuy nhiên thì tổng thống Kursan Ilyuzinov cũng bị chỉ trích vì xây dựng thành phố cờ vua do Kalmykia là một nước cộng hòa nghèo ở Liên bang Nga với GDP đầu người vào năm 2021 là khoảng 4.000 đô la. Mặc dù nền kinh tế ở đây chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, nhưng nó lại là khu vực thảo nguyên khô cằn. Do đó, từ những năm 1970, Liên Xô đã cho xây dựng hệ thống thủy lợi Chernyzemly ở miền nam của Kalmykia để lấy nguồn nước của sông Terek và sông Kuma, hai con sông bắt nguồn từ dãy Kapkaz. Ở vị trí thứ 7 là Cộng hòa Altai. Nước Cộng hòa này nằm ở phía nam Siberia và có diện tích là 92.903 km2. Dân số ở khu vực này vào năm 2021 là 211.000, ít nhất trong số các nước Cộng hòa của Nga. Trong đó thì người Altai chiếm 37%, còn người Nga chiếm 53,7%, người Kazakh chiếm 6,4% và 2,9% là các sắc tộc khác. Cộng hòa Altai có đường biên giới với 3 quốc gia, đó là Mông Cổ ở phía đông nam, Trung Quốc ở phía nam và Kazakhstan ở phía tây nam. Trong đó thì Mông Cổ và Altai có mối quan hệ gắn bó trong lịch sử, khi nơi đây đã từng là một phần của Ngoại Mông thuộc nhà Thanh,
trước khi đế quốc Nga sáp nhập khu vực này vào năm 1864. Ngày nay thì Cộng hòa Altai nổi tiếng bởi núi rừng và sông nước. Nước Cộng hòa này nằm trong hệ thống núi Altai, trải dài từ Nga tới các nước láng giềng Kazakhstan, Trung Quốc và Mông Cổ. Nơi đây có các dãy núi cao và hiểm trở, bị ngăn cách bởi các thung lũng sông hẹp và sâu. Đỉnh cao nhất của Cộng hòa Altai là núi Beluga với chiều cao 4.506m. Nó cũng là điểm cao nhất ở Siberia. Nơi đây cũng có hàng chục nghìn nhánh sông, tạo nên tổng chiều dài đường thủy hơn 60.000 km. Các con sông lớn nhất của nước Cộng hòa Altai là Katun và Bia. Cả hai đều bắt nguồn từ vùng núi và chảy về phía bắc. Điểm giao nhau của hai con sông cuối cùng tạo thành sông Obi, một trong những con sông dài nhất ở Siberia và chảy về phía bắc tới Bắc Băng Dương. Nguồn của sông Bia là hồ Teleskoye, hồ lớn nhất khu vực Altai với diện tích 230,8 km2 và có độ sâu tối đa là 325 m. Còn sông Katun bắt nguồn từ sông băng Gebler, nằm trên điểm cao nhất của nước Cộng hòa là núi Beluga. Đặc biệt, sông Katun có ý nghĩa tôn giáo đối với người Altai bản địa cũng như đối với nhiều người Nga sống trong khu vực, vì núi Beluga được biết đến trong văn hóa dân gian Altai là cửa ngõ vào vương quốc Sabala huyền bí. Với nguồn nước dồi dào, Cộng hòa Altai là một vùng có nền nông nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, nơi đây còn có một số ngành công nghiệp như là thực phẩm, luyện kim màu, hóa chất, khai thác vàng, giấy dép và sản xuất gỗ. Du lịch cũng bắt đầu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, kéo theo nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng xuất hiện. Tiếp đến là Cộng hòa Baskotostan. Nằm giữa sông Volga và dãy núi Ural ở Đông Âu, nước Cộng hòa này có diện tích là 142.947 km2 và là nước Cộng hòa lần thứ 6 ở Liên bang Nga. Dân số ở khu vực này vào năm 2021 là 4.091.000 người, đông dân nhất trong số các nước Cộng hòa thuộc Nga và đông dân thứ 7 trong số các chủ thể liên bang. Trong đó thì người Baskia chiếm 31,5%, còn người Nga chiếm 37,5%, người Tatar chiếm 24,2% và 6,8% là các sắc tộc khác. Hai dân tộc thiểu số của khu vực này là người Baskia và người Tatar có mối quan hệ chặt chẽ về văn hóa và ngôn ngữ. Từ nửa sau thế kỷ 16 thì lãnh thổ Bashkira bắt đầu hình thành một phần của xa quốc Nga sau khi các bộ tộc Baskia phía Tây và Tây Bắc tự nguyện gia nhập. Và cho tới sau tháng 3 năm 1919, dựa trên các thỏa thuận của chính phủ Nga, thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Tự trị Baskia được thành lập và là lãnh thổ được trao quyền tự trị đầu tiên trong số các khu vực khác của Nga. Cho tới ngày 25 tháng 2 năm 1992, sau khi Liên Xô tan rã, thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Tự trị Baskia được đổi tên thành Cộng hòa Baskotostan. Nằm ở phía tây của dãy núi Ural và là một phần của đồng bằng Đông Âu màu mỡ, nên nước Cộng hòa Baskotostan có tới hơn 13.000 con sông, nhưng đa phần là các dòng sông nhỏ. Trong đó, con sông quan trọng nhất là sông Belaya. Nó hợp lưu với sông Kama, rồi từ đó nhập vào sông Volga, con sông trung tâm của hệ thống nước sâu thống nhất của Nga thuộc châu Âu. Nhờ vậy mà nước Cộng hòa này có thể được kết nối với các cảng ở biển Baltic và biển Đen. Nơi đây cũng có tới 2.700 hồ nước, bao gồm cả hồ tự nhiên và hồ nhân tạo. Trong đó lớn nhất là hồ chứa Pavlovskoye với diện tích 120 km2, lần thứ hai là hồ chứa Nuguskoye với diện tích 25,2 km2. Còn các hồ tự nhiên lớn nhất lần lượt là hồ Asilikun với 23,5 km2, hồ Kandrikun với 15,6 km2 và hồ Ugun với 12 km2. Baskotostan cũng có tới 1/3 lãnh thổ là rừng cây, tức là 62.000 km2. Các loại cây chiếm ưu thế ở đây là bạch dương, cây lá kim, chanh, sồi và phong. Tổng trữ lượng gỗ ước tính là 717,9 triệu mét khối. Bên cạnh nguồn tài nguyên nước và gỗ dồi dào, Cộng hòa Baskotostan là một trong những vùng lãnh thổ giàu tài nguyên nhất của Nga. Với trữ lượng dầu mỏ lớn, nơi đây sản xuất khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày, đồng thời cung cấp 17% lượng xăng và 15% nhiên liệu diesel sau chế biến cho toàn bộ liên bang. Nước Cộng hòa này cũng có trữ lượng than non dồi dào với hàm lượng nhựa đường cao, được sử dụng để sản xuất nhựa, chất hoạt động bề mặt, phân bón dẻo và các chất kích thích sự phát triển của thực vật. Đứng ở vị trí thứ 5 là Cộng hòa Tuva. Nước Cộng hòa này nằm ở phía nam Siberia và có diện tích là 168.604 km2. Dân số ở khu vực này vào năm 2012 là 337.000 người, ít thứ 3 trong số các nước Cộng hòa của Nga. Trong đó thì người Tuva chiếm 88,7%, còn người Nga chiếm 10,1% và 1,2% là các sắc tộc khác. Cũng tương tự như nước Cộng hòa Altai, Cộng hòa Tuva cũng từng thuộc về ngoại Mông của nhà Thanh. Vào năm 1912,
Cộng hòa Uriankhai được thành lập ở khu vực Tây Bắc Mông Cổ và sau đó 2 năm thì nó đã trở thành một phần của nước Nga. Tới năm 1921, Hồng quân Liên Xô đã hỗ trợ thành lập Cộng hòa Nhân dân Tuva và nó đã trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới theo chủ nghĩa cộng sản. Tới năm 1944 thì nước Cộng hòa này đã được sáp nhập vào Liên Xô. Tương tự như nước láng giềng Mông Cổ, người dân Tuva theo Phật giáo Tây Tạng và đẳng cách Lý giáo. Ở nước Cộng hòa này có 61,8% người theo Phật giáo, 8% theo đẳng cách Lý giáo, còn 18,4% theo các tôn giáo khác và 11,8% không theo tôn giáo nào. Nhiều người Tuva vẫn có cuộc sống du mục và sống trong các túp lều yurt. Bên cạnh đó, khai thác mỏ cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Tuva. Vào năm 2020, có tới 40 triệu tấn than được sản xuất ở Tuva, chiếm khoảng 9,4% sản lượng than trung bình hàng năm của Nga là 423 triệu tấn. Thủ đô của Cộng hòa Tuva là Kyzyl, thành phố này được coi là trung tâm của châu Á. Một đài tưởng niệm đã được xây dựng ở phía nam thành phố vào năm 1964. Sau đó 50 năm, một đài tưởng niệm mới được xây dựng với thiết kế có một quả cầu lớn bằng vàng đặt trên lưng của ba con hươu đá. Bên dưới là hệ thống vòi phun nước có họa tiết 12 con giáp. Thủ đô Kyzyl không chỉ là trung tâm châu Á, mà nó còn là nơi dòng sông Yenisei lớn ở phía bắc và sông Yenisei nhỏ ở phía nam hòa thành một dòng. Bắt nguồn từ thủ đô Kyzyl của Cộng hòa Tuva và đổ ra Bắc Băng Dương, sông Yenisei có chiều dài lên tới 3.487 km. Tuy nhiên, nếu tính từ nguồn của phụ lưu Selenga, thì chiều dài của sông Yenisei lên tới 5.075 km, biến nó trở thành con sông dài thứ 5 trên thế giới. Tiếp đến là Cộng hòa Karelia. Nằm ở phía tây bắc nước Nga, nước Cộng hòa này có diện tích là 180.520 km2 và là nước Cộng hòa lần thứ tư ở Liên bang Nga. Dân số ở khu vực này vào năm 2021 là 533.000 người. Tuy nhiên thì người Karelia chỉ chiếm 5,5% dân số và là nước Cộng hòa có tỷ lệ người bản địa thấp nhất ở Liên bang. Trong khi đó thì người Nga chiếm tới 86,4% dân số và 8,1% là các sắc tộc khác. Chính vì vậy mà ở đây chỉ có tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức. Nước Cộng hòa này nằm giáp với Phần Lan ở phía tây, Karelia với đường biên giới dài 723 km. Karelia cũng giáp với Biển Trắng ở phía đông bắc, với đường bờ biển dài 630 km. Ở phía nam là hồ Ladoga và hồ Onega, hai hồ nước lớn nhất ở châu Âu. Trong đó hồ Ladoga là hồ lớn thứ hai ở nước Nga, với diện tích là 17.891 km2, chỉ sau hồ Baikal. Ngoài ra thì Karelia còn có tới 60.000 hồ nước và 27.000 con sông. Với các hồ nước lớn, khu vực này có một tuyến đường thủy quan trọng của Nga. Từ lâu thì các tàu thuyền có thể đi từ hồ Onega, sông Svir tới hồ Ladoga và từ đó theo sông Neva đi ra biển Baltic. Tới năm 1931, một kênh đào đã được xây dựng. Nó đi từ hồ Onega qua hồ Vigozero để kết nối Biển Trắng ở phía bắc. Với nguồn nước dồi dào nên có tới 85% lãnh thổ của nước Cộng hòa là rừng, cụ thể là 148.000 km2 thuộc trữ lượng rừng quốc gia. Tổng trữ lượng tài nguyên gỗ ở đây lên tới 807 triệu mét khối. Karelia cũng có tới 50 khoáng chất được tìm thấy, nằm ở hơn 400 mỏ. Tài nguyên thiên nhiên của nước Cộng hòa này bao gồm quặng sắt, kim cương, vanadi, molybdene và các loại khoáng sản khác. Với tài nguyên gỗ và khoáng sản, nền kinh tế của Karelia dựa vào lâm nghiệp và khai thác mỏ. Ngoài ra thì du lịch, nông nghiệp, đánh cá và công nghiệp giấy cũng đóng vai trò quan trọng. Hiện nơi đây chiếm tới 70% tổng số cá hồi của Nga, 26% quặng sắt viên, 20% giấy, 12% bột gỗ và cellulo. Nhìn chung thì nền kinh tế của Karelia thiên về xuất khẩu và xét về khối lượng xuất khẩu bình quân đầu người thì đây là một trong những khu vực hàng đầu của Nga. Ở vị trí thứ 3 là Cộng hòa Buryatia. Nằm ở phía nam Siberia và phía bắc Mông Cổ, nước Cộng hòa này có diện tích là 351.334 km2 và dân số ở khu vực này vào năm 2021 là 979.000 người. Trong đó thì người Buryat chiếm 32,5%, còn người Nga chiếm 64% và 3,5% là các sắc tộc khác. Người Buryat là một dân tộc Mông Cổ, sinh sống chủ yếu ở khu vực xung quanh hồ Baikal. Vào đầu thế kỷ 17, người Nga bắt đầu tiến tới khu vực Buryatia và tới năm 1680, họ đã chinh phục thành công vùng đất này, đồng thời biến nó trở thành địa điểm giao dịch thương mại với nhà Thanh. Sau khi Liên Xô được thành lập, thì vào năm 1923, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết tự trị Buryat Mông Cổ cũng đã được thành lập và thuộc nước Nga Xô Viết. Tới năm 1958, hai chữ Mông Cổ bị xóa khỏi tên của nước Cộng hòa,
do nỗ lực của Mao Trạch Đông nhằm mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các dân tộc Mông Cổ. Và sau khi Liên Xô sụp đổ, thì từ năm 1992 cho đến nay, vùng đất này được gọi là Cộng hòa Buryatia và là một phần của nhà nước Liên bang Nga mới ra đời. Trước đây, người Buryat vốn sinh sống bằng nghề chăn nuôi gia súc như là cừu, dê và lạc đà. Nhưng kể từ khi thuộc về nước Nga thì người dân ở đây dần dần chuyển từ chăn nuôi du mục sang làm nông nghiệp. Ngày nay thì phần lớn người Buryat sống bằng nghề nông, chăn nuôi bò sữa và trồng các loại cây lương thực. Nhưng ở các vùng nông thôn thì họ vẫn tập trung vào nghề chăn nuôi gia súc. Nền kinh tế của nước Cộng hòa Buryatia tập trung vào nông nghiệp và thương mại, với các sản phẩm chính là lúa mì, rau, khoai tây, gỗ, da, than chì và dệt may. Bên cạnh đó, các ngành như đánh bắt cá, săn bắn, chăn nuôi thú và gia súc lấy lông, khai thác mỏ, kỹ thuật và chế biến thực phẩm cũng là những động lực kinh tế quan trọng. Nơi đây cũng có một số loại tài nguyên thiên nhiên như là vàng, wolfram, kẽm và uranium. Tuy nhiên thì hầu như mọi hoạt động kinh tế đều tập trung ở thủ đô Ulan-Ude. Nó nằm cách hồ Baikal khoảng 100 km về phía đông nam, tại nơi sông Uda và sông Selenga hợp lưu. Theo điều tra dân số năm 2021, đã có tới 438.000 người sống ở Ulan-Ude, chiếm đến 44,7% dân số của toàn bộ nước Cộng hòa Buryatia. Tiếp đến là Cộng hòa Komi. Nằm ở phía tây bắc nước Nga, nước Cộng hòa này có diện tích là 416.774 km² và là nước Cộng hòa lần thứ hai ở Liên bang Nga. Vào thế kỷ 12, thì các thương nhân từ Veliky Novgorod và công quốc Suzdal Rostov đã tới đây giao thương. Sau đó vào thời Trung Cổ, vùng đất Komi đã trở thành một phần của nước Cộng hòa Novgorod và được chuyển giao cho công quốc Moscow vào cuối thế kỷ 15. Mặc dù việc khai thác dầu thủ công đã bắt đầu ở đây vào giữa thế kỷ 18, nhưng do khí hậu khắc nghiệt và thiếu thông tin liên lạc, nên lãnh thổ này vẫn có dân cư thưa thớt trong một thời gian dài. Mãi cho đến giai đoạn năm 1930 đến năm 1950, đặc biệt là sau khi Komi được chuyển đổi thành một nước Cộng hòa vào năm 1936 và thúc đẩy bởi sự phát triển của các ngành công nghiệp cũng như hoạt động khai thác than khi Thế chiến thứ hai nổ ra, thì dân số mới thực sự gia tăng nhanh chóng với sự xuất hiện của người Nga và Ukraine cũng như các dân tộc khác ở Đông Âu. Tuy nhiên, với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, thì ngành công nghiệp của Komi đã trải qua một cuộc khủng hoảng, dẫn đến một lượng lớn dân số rời khỏi nước Cộng hòa. Chỉ chưa đầy 20 năm, kể từ năm 1990 đến năm 2007, số lượng dân cư của Komi đã giảm tới 22%. Và cho đến năm 2021, dân số ở khu vực này chỉ vào khoảng 738.000 người. Trong đó thì người Komi chiếm 22,3%, còn người Nga chiếm 69,7% và 8% là các sắc tộc khác. Cộng hòa Komi hiện là vùng công nghiệp lớn của Nga, với các mỏ thạch anh chiếm khoảng 80% trữ lượng của toàn nước Nga, titan chiếm khoảng 50%, cùng với 30% bauxit, 4,5% than đá và khoảng 3% dầu mỏ. Nguyên nhân là do vị trí lãnh thổ của nước Cộng hòa này là một phần của bể dầu khí Timan Pekora, nơi đã phát hiện ra 120 mỏ dầu, khí đốt và khí ngưng tụ, và bể than Pekora là bể lớn thứ hai ở Nga. Trong đó, lĩnh vực thống lĩnh ngành công nghiệp của Cộng hòa Komi là nhiên liệu và năng lượng, với đại diện là sản xuất dầu, lọc dầu, khí đốt, than và năng lượng điện, khi chiếm 71% tổng sản lượng công nghiệp của nước Cộng hòa. Komi còn có 70% diện tích lãnh thổ là rừng và cây bụi. Nó cũng chiếm khoảng 3,5% diện tích rừng ở Nga và khoảng 50% diện tích rừng ở phía Bắc châu Âu của Nga tập trung trên lãnh thổ của nước Cộng hòa này. Do đó, lĩnh vực chiếm vị trí thứ hai trong nền kinh tế của Komi là lâm nghiệp, khai thác gỗ, chế biến gỗ và bột giấy. Những ngành này hiện chiếm khoảng 5% thị trường của Nga và một nửa sản phẩm gỗ và giấy được xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia khác. Còn đối với nông nghiệp thì do điều kiện tự nhiên và khí hậu nên nó chủ yếu phục vụ thị trường tiêu dùng trong nước, với các hoạt động chính là chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trồng khoai tây và rau màu. Vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này thuộc về Cộng hòa Sakha. Nước Cộng hòa này nằm ở vùng viễn đông của Nga, dọc theo Bắc Băng Dương. Nó có diện tích lên tới 3.083.523 km² và là phân cấp hành chính lớn nhất thế giới, thậm chí lớn hơn nhiều so với Argentina là 2,78 triệu km², quốc gia lớn thứ 8 thế giới. Với diện tích khổng lồ, Sakha là chủ thể liên bang duy nhất của Nga sử dụng nhiều múi giờ. Cụ thể thì nước Cộng hòa này có 3 múi giờ là cộng 9, cộng 10 và cộng 11. Tuy nhiên thì dân số ở đây rất thưa thớt, chỉ có 996.000 người sinh sống ở khu vực này vào năm 2021, tức là mật độ chỉ là 1 người trên 3 km².
trong đó thì người Yakut chiếm 55,3%, còn người Nga chiếm 32,6%, người Iveng chiếm 2,9% và 9,2% là các sắc tộc khác. Người Yakut bản địa vốn sinh sống ở khu vực phía tây hồ Baikal, tuy nhiên tới thế kỷ 13, do áp lực từ sự bành trướng của đế quốc Mông Cổ nên họ đã di cư về phía bắc tới khu vực sông Lena. Sau đó vào thế kỷ 17 thì Xa Quốc Nga đã sáp nhập vùng đất này và cho thành lập tỉnh Yakutsk vào năm 1805. Đến năm 1922, tỉnh này trở thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết tự trị Yakut và 70 năm sau thì được đổi tên thành Cộng hòa Sakha. Trong đó Sakha là tên mà người bản địa gọi chính mình, còn Yakut là tên mà người ngoài đặt cho họ. Nước Cộng hòa này còn nổi tiếng có khí hậu cực đoan và khắc nghiệt, với nhiệt độ thấp thứ hai ở Bắc Bán Cầu được ghi nhận ở Verkhoyansk và Omiyakon, chỉ đứng sau Samikem ở Greenland. Còn nhiệt độ trung bình mùa đông thường xuyên giảm xuống dưới mức âm 35 độ C ở Yakutsk, nơi được mệnh danh là thành phố lạnh nhất thế giới, đồng thời cũng là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Cộng hòa Sakha. Khu vực này có thể được chia thành 3 vành đai thực vật lớn. Khoảng 40% diện tích Sakha nằm ở phía trên vòng Bắc Cực và toàn bộ khu vực này được bao phủ bởi lớp băng vĩnh cửu. Điều này ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái và hạn chế diện tích rừng ở khu vực phía Nam. Lãnh nguyên Bắc Cực và cận Bắc Cực xác định khu vực ở giữa, nơi địa y và rêu phát triển trở thành nguồn thức ăn yêu thích của tuần lộc. Phía Nam lãnh nguyên là khu vực rừng taiga rộng lớn, bao phủ khoảng 47% diện tích Sakha, trong đó thì cây thông chiếm gần 90% diện tích. Dù có khí hậu khắc nghiệt, nhưng lại có nguồn tài nguyên dồi dào với trữ lượng lớn dầu, khí đốt, than đá, kim cương, vàng, bạc, thiếc, wolfram và nhiều loại khác. Nó còn là nơi sản xuất 99% tổng số kim cương của Nga và hơn 25% số kim cương được khai thác trên thế giới. Nhờ vậy mà nó đã trở thành nước Cộng hòa giàu nhất của Nga với GDP bình quân đầu người khoảng 19.000 đô la vào năm 2021. Và trên đây là những nước Cộng hòa lớn nhất của Nga. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào kế tiếp thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.